Xin chào tất cả các anh em nha. Video nằm giới thiệu cho anh em tham gia một dự án nhận dự án mua sệt nha bạn, nhận 30 đô tập cần MP3. Đây là một dự án thôi các bạn. Để tham gia giá hôm nay em lấy mình đi mua tạm thì em muốn sệt tách chatbot rồi bạn. Một tập cần MP3 này khoảng 10 đô, mình get 3 tập cần khoảng 30 đô được bạn. Gọi bạn John này gấp nè bạn. Và nhiệm vụ đầu tiên bạn John kinh gấp kinh trả lời. Rồi nhiệm vụ thì các bạn vào đây, bạn follow tại Twitter các bạn, subscribe YouTube nè, follow minimum, follow Instagram, bạn nhập vào minimum follow các bạn. Các bạn lưu ý nè, minimum thì các bạn nhấp vào mà nó tải không được thì bạn nhấp lần nữa các bạn. Rồi bạn nhấp vào các bạn follow các bạn vô tay nó cái thì bạn. Con này nó chạy trên nền tảng của Tidus nha bạn. Nền tảng của John. Rồi các bạn mới đáp lại nha bạn. Nhấn follow rồi bạn mới đáp lại. Rồi các bạn bấm nhận lúc submit đi tên nè các bạn. Rồi các bạn bấm Don nè. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link Blue File từ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì mình đã hướng dẫn các bạn lấy username từ Twitter nhiều lần các bạn. Bạn nào không biết thì xem lại những video cũ mình cách lấy nha các bạn. Rồi các bạn gửi. Các bạn chờ chút xíu nha. Rồi các bạn gửi tụi em tiếp tục thì submit you channel link. Copy đường link. Rồi bạn ở chatbot nha bạn. Các bạn vào kênh YouTube của tất cả các bạn, copy đường link của tất cả các bạn nha bạn. Tiếp tục thì minimum cũng vậy luôn các bạn. Tiếp tục thì Instagram. Hello. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với TLC mời với John Lin nha các bạn. Hoặc cái chocolate copy địa chỉ John. Các bạn bấm vào bị sen mới copy nha các bạn. Dán vào mà gửi cho bot nè bạn. Rồi bấm don nha bạn. Rồi bấm z nè, hỏi có follow Twitter thì anh review pin bot nè bạn, bấm z. Rồi bấm xa tiếp. Rồi bấm menu. Ok, như vậy là tôi cần nó sẽ cập nhật sau. Tất cả những video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.